thì được một tháng đủ để hết. Chi quá nhiều cây. Hồi học phát triển tươi tốt. Đứng cao ngon để một số nhánh bị úng. Phân vườn có cho cháu sẽ dừa ăn cơm con bò khá là yếu. Cũng khá nhiều. Chơi đất người ta đây. Chưa ra rễ.